Chào mừng các bạn đến với Tea Family, nơi mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điều tuyệt vời về Alaska. Hôm nay mình sẽ đi săn nha các bạn. Không phải săn gấu, không phải săn cá, không phải săn gì hết, mà là săn Garasel. Các bạn nhớ coi đến cuối clip nha. Cuối clip mình sẽ cho các bạn thấy những món đồ mà các bạn chưa thấy bao giờ hết. Hay lắm, lạ lắm, tuyệt vời lắm. Nhớ coi đến cuối clip nha các bạn. Garasel? Garasel là gì? Garasel là vậy nè, bạn nhìn nè. Là bạn thấy không, họ để đồ trước cửa, họ bán rồi mình cứ việc tới mình mua thôi. Họ để những cái bảng ngay ngã tư, ngã ba, những cái đường lớn, rồi mình dựa theo những cái bảng đó rồi mình tới nhà của họ. Hoặc là thỉnh thoảng họ cũng đăng trên Facebook hoặc là những cái trang web cộng đồng á, thì mình dựa theo địa chỉ đó mình tới nhà họ rồi mình mua đồ, cũng khá thú vị các bạn ạ. Ở Việt Nam á, các bạn có bà gia trai, những gì không cần á thì bạn kêu bà gia trai tới đẩy đồ đi. Nhưng bên Mỹ không có bà gia trai. Thì một á, là đồ bạn không cần thì bạn có thể cho những nơi từ thiện hoặc là những nơi họ cần. Hoặc là bạn có thể đăng Garasel, Yasel giống vậy nè. Thì hôm nay trong cái khu này á, cái khu này là nguyên một phường luôn, giống như phường Community Garasel. Nên là một phường này họ tổ chức Garasel, mà thấy không? Có toilet cho người dân đi Garasel, đi tè trong này nữa. Rửa tay nữa nha, có chỗ rửa tay nữa. Đó, cứ lâu 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 thấy mấy cái trụ vậy thì vô rửa tay rồi đi chúc bầu tâm sự, rồi đi shopping. Đó thì bạn cứ đi từng nhà mua đồ. Mà giống như Việt Nam đó, bạn đi chợ, bạn biết bạn mua cái gì. Còn đi Garasel á, bạn không biết bạn mua cái gì luôn. Bạn đi tới nhà bạn không biết người ta bán cái gì luôn. Có nhiều cái đồ lạ lắm bạn ơi. Nhiều đồ mà bạn chưa thấy bao giờ luôn á. Còn những đồ xưa, đồ du chúa, đồ trời ơi, nhiều lắm. Không biết đường mà mò. Bởi vậy, nhiều bất ngờ khi mà đi Garasel lắm. Có những đồ mà bạn, oh man, chỉ thấy trên TV thôi nha. Mà bây giờ bạn mới thấy được ngoài. Rồi có những đồ bạn chưa bao giờ thấy ngoài. Ở đâu hết á, mà có mình bà đó có, bà đã làm, bà đó tự điêu khắc, tự này nọ, hay lắm. Tivi, 20, nhà có tivi rồi, không có nhu cầu mua tivi nữa. Đó. Thì bây giờ cứ tiếp tục thôi. How much money for this Wi-Fi thing here? The whole thing is 125, everything. No, I just want like... I can't, I'm gonna sell it together. Want together? Okay. It's gonna be hard to sell. Okay, because I think this goes separately. This one separate. Yeah. Okay. Thanks. 120 đồng cho cục wifi. Thôi mắc quá. 5-10 đồng còn mua, chứ 120 đồng ra ngoài một cái mới sướng hơn. Mà bạn thấy không, họ cũng lịch sự, không mua họ goodbye thôi. Được phần mua vừa bán chứ không có càm ràm như những người khác. So you say $3 for this one? 3, 4, 2. 5. 6, 9, 9.25. 9.25. Oh, we'll just make them even 10. 10? Yeah. Okay. 10? Okay. And how much you want for this one? 50 cents. 50 cents. Okay, cool. Well, I don't know who is that, but... Maybe it's somebody famous. Somebody famous? So, 10.50? 10.50. Okay. 20? Yeah. Đây là cái bảng quảng cáo tên các cầu thủ mà chơi trận đấu vừa rồi á. Hy vọng có người nổi tiếng, có người nổi tiếng có chữ ký đó là giàu lắm các bạn ơi. Kệ hên xui. Giờ vô tìm cái này, cái nồi chảo dầu, chảo dầu này còn mới luôn, có giá 5 đồng. Để trả giá bà coi. Will you take three on this? Yep. Okay. So. There you go. Okay, thank you. Oh no, money flying. Throwing money at me. Thank you. Thank you. Oh. A dollar for the Mickey Mouse. Okay. Yeah, con chuột Mickey Mouse này có con đồng mà vui gì không mua, mua về cho bé Toby chơi. Wow, cái áo này hiệu nè, không biết họ báo bao nhiêu tiền. How much one for the jack for the hoodie here? $2. $2. 2 đồng quá, good deal. Này 7 đồng rưỡi mà nó có cái mà đẹp á, nó cắm cái đèn. Cái đèn này đèn chiếu lên Halloween 75 xu. Cái này là cục trang trí 50 xu. Nó bộ là bán Noel. Nó bộ 2 đồng.
2 đồng not bad. Nhiều đồ Halloween, nhiều đồ Christmas, nhiều đồ Noel, nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà nhà mà nhiều quá rồi. Họ bán có 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, quá rẻ. Có cái dạng âm thanh nữa kìa, mà không có nhu cầu. Nhiều cái đồ quá rẻ các bạn ơi. Mà các bạn biết không? Sorry. Đi ra sale nhiều khi có lúc là có nhiều cái thùng free á, là đồ miễn phí á. Người ta để ra cho ai muốn lấy những cái đồ mà lắc nhắc đó. Thì bạn chịu khó, bạn vô, bạn lục thì có những thứ bạn cần. Như con chuột này, chuột Elmo, miễn phí. Họ xài được, mình về cắm. Đó. Mấy cục sạc này cũng không biết có cần không nữa. Mà cái này là dây anten cho cái hệ thống âm thanh loa mà cũng đang cần. Mà đủ thứ, mấy cái đồ miễn phí nữa. Cú giống lấy. Nhưng mà đừng có tha rác gì nha các bạn. Lấy nhiều quá, nhà đầy nhóc luôn. Đó, các bạn thấy không? Rồi quần áo nữa, cái này còn hiệu nè. Đó, cái này có 1 đồng. Áo 1 đồng, còn hiệu luôn. Hỏi bạn, bạn có mua không? Trời ơi, 1 đồng. Quá good deal. Đó. Rồi có những cái hiệu mà hiệu khác. Như cái áo này là áo hiệu The North Face. The North Face cũng nổi tiếng đó các bạn. Bán có 4 đồng. Mà nhà mình cũng hơi bị nhiều rồi. Nên thôi, để lại. Ai muốn cần mình. Ok rồi. Đó thì bạn cứ tiếp tục lựa thôi. Thỉnh thoảng mà tìm được những cái áo mắc tiền lắm, áo còn hiệu mà bán rẻ lắm kìa, thì bạn lựa thôi. Rất là good deal. Hả? 5 đồng. Em muốn mua 2 cái hay sao? Sao nghĩ sao? 10 đồng 2 cái. Ok. You know. Are you selling? Yes. Will you take 10 for both? Pardon? Will you take 10 for both? Sure. Okay. And I have I don't see the dollar for the tops. So 10. And oh, this one was 5 because it's new. So 6 for this. And then so 16. Okay, this free. Okay, this free, yep. So 16 for all that. Okay. Thầy em mới níu mà CK. Ok. Cầm. Ok, đang tính tiền xong rồi tự nhiên ông này còn khiêng đồ ra nữa. Ông khiêng đồ ra nữa thì bây giờ phải ngồi lựa tiếp thôi. Popcorn? 50 cent for popcorn. Ok chào các bạn. Vậy là hôm nay sau một chuyến hành trình đi săn đồ garage sale thì đây là một nửa những gì mà mình muốn cho các bạn, muốn show cho các bạn thôi. Một nửa còn lại mình đã cất đi làm chuyện khác rồi. Đó thì các bạn thấy không, cái pumpkin lúc nãy mình mua bà đã bán một con là 7 đồng rưỡi, thì hai con tính là 15 đồng, mình trả giá 10 đồng thì bà vẫn bán đó. Thì giá bây giờ mua, bây giờ là mùa hè là tốt nhất, chứ bạn để mà mùa Halloween rồi mua một con này không hình nữa, 50 đồng một con nữa cho bạn. Hãy chưa cắm điện vô, mình phải cắm điện vô thử thì nó working good. Yeah. Halloween trời tối để ra ngoài sáng đèn. Yeah, mua hai con 10 đồng đỡ hơn Halloween đi ra ngoài mua là 70-80 một cặp. Ok, mình có mua được cái nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm này mình không có lái xe motorcycle là xe gắn máy ở bên Mỹ này, nhưng mà cũng vậy, thấy không, cũng Harley Davidson mà có 5 đồng mà ngu vẫn mua đó. Là nhất về Việt Nam, về Việt Nam đội nồi cơm điện này cho nó ngầu. Đó, 5 đồng. Rồi lúc nãy mà cũng chỗ đó mình cũng chỗ mà phân kim mà cũng mua cái này nè các bạn thấy không, có 50 xu rồi, còn tag của cái chỗ bán luôn, nó mua 14.99 bây giờ nó bán, nó không xài, nó bán 50 xu, chưa xài luôn. Thì bạn chỉ bỏ bắp ra, bắp vô, bạn bỏ bắp vô, bạn gập cái nắp lại, bạn bỏ microwave rồi bạn lấy bắp ra ăn thôi, đơn giản. 15 đồng, còn 50 xu. Ok. Mình cũng mua sáng tháng mình đi á, mình cũng không đố các bạn cái này cái gì nè. Con gà 1 đồng, đố các bạn cái này cái gì. Mình lúc mà mình nhìn cũng chả biết cái gì nữa. Mình hỏi bà đó,
nó là cái gì mà mình thấy không, phiêu nặng lắm mới, cái này nặng là nặng 3 kg luôn á, sắc đó nha, sắc đó nha. Đó, mình không biết cái gì luôn, mình hỏi bà nói là cái này là để hồi nhỏ lúc mà tao nấu ăn á, tao để sách lên, còn để cuốn sách cho bạn coi, để cuốn sách lên đó, để cuốn sách lên cho nấu ăn vậy thôi. Bây giờ bán 1 đồng mà bà có cái này cách đây cũng 30-40 năm rồi đó, mà mình mua có 1 đồng à. Thế bạn nói mua làm cái gì? Well, mình thì bây giờ mình không có nấu, không cần cái này để mà sắp dở gì hết á. Bây giờ iPad thế rồi, giờ muốn show cho các bạn coi nè. Đây là cái trang web của eBay nha. eBay, cái này là bằng cast iron, là bằng sắt á. Đó, những cái bình thường này không á là 12 đồng rồi. Bây giờ ở dưới cái này là những sản phẩm là người ta đã bán rồi á, là người ta đã đăng lên và đã bán thành công rồi đó. Sold ngày 20 tháng 5 vừa rồi đó. Bán cái này không 12 đồng. Mà cái này cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Còn của mình là con gà có màu đẹp. Văn dưới này nữa, nhìn này, chú chào ơi. Đó, nhìn là thấy kiểu vua chúa hồi xưa đúng không? Đó thì trên hồi xưa trên eBay nó cũng bán được cái này. Nếu bạn kéo xuống đó. Đó, bạn thấy không? Cast iron. Có hình con thỏ này, nó bán 29.99 cộng với trời 59 đồng tiền shipping. Ai mua cái này 59 đồng shipping. Nhưng mà có cái người này họ bán con gà mái này. Gà mái này 39.99 mà tiền shipping người cái thằng mua nó phải trả tiền shipping là 13.99 đó. Nghĩa là bạn mà muốn mua cái này á là bạn phải trả ít nhất 50 đồng để mua cái này. Thì đó là lý thuyết thì người ta cũng vậy. Như ai cần cái này người ta cũng phải bỏ ra 50 để mà mua cái này. Thì bây giờ 1 đồng mà ngu vẫn mua. Quá good deal luôn. Thấy không? Những cái món đồ. Quay lại cái này. Đó thì con gà này là từ 1960 không? Đồ cổ các bạn ạ. À. Bây giờ đâu ai, giờ ai cũng lên YouTube coi cách làm hết rồi, đâu có cần kệ để sách làm cái gì. Đó là món đồ thứ hai mình muốn, món đồ thứ ba mình muốn cho các bạn coi. Tiếp theo mình có một đôi giày Nike Air size 5.5, 5 đồng. Bạn biết không, 5 đồng mà con thác luôn. Ở trong hãng nó bán 70, hãng giảm giá rồi còn 49.97. Bây giờ mình mua 5 đồng, good shape luôn. Mình thì không có size này nhỏ cho mình, nhưng mà kệ, mua về mai mốt mang về Việt Nam cho sắp nhỏ. Còn một món đồ cũng so cool các bạn, muốn giới thiệu các bạn luôn. Đó còn cái gì, sometimes mình đi mình không biết mình mua cái gì các bạn ơi. Mình mua mà cái bộ lạ lắm, mình chưa bao giờ mình thấy hết. Thì cái này á là ví dụ không có cái miếng màu vàng đi, thì cái này á là để đóng đường ray xe lửa đó các bạn. Bên Mỹ á, khi mà đường ray xe lửa là nó xài mấy con đinh á, thì cái này đinh đóng đường ray xe lửa xuống đó. Đó là cái đường ray xe lửa, là cái bằng sắt này. Thì nó thì nó giống như là nó trang trí thêm màu vàng này, hình xe lửa nè, có con gấu nè, con gấu phía trước của cái này mình nghĩ là của Alaska. Con gấu này, con cá halibut, con cá nằm ngang á đó. Là cái này là cũng giống như một quà lưu niệm của Alaska đó các bạn ơi. Đường ray xe lửa, làm xe lửa màu vàng, tượng trưng cho Alaska là khai thác vàng. Rồi gấu, rồi cá vàng đây nữa nè. Cool ha. Yeah. 3 đồng cái này. Mai mốt mình thì mai mốt ai có lên đây thì mình tặng quà lưu niệm cho người ta. Chứ cái này bà ra ngoài quà lưu niệm mà chưa thấy cái nó bán cái này quà lưu niệm hồi nào hết đó. Nhưng mà mình nghĩ cái này quà lưu niệm thì chắc cũng hơi mắc, 30-40 gì á. Mà bây giờ mình mua 3 đồng, mai mốt ai lên tặng cho người đó. Good.
Còn lúc nãy bạn coi thì thấy không, đây là cháo dầu đó, cháo dầu new luôn, để cái giá 5 đồng mà trả giá 3 đồng bà bán luôn đó, cứ tiêu. Còn còn cái này là đồ chơi của Care Bear là bộ. Cho mấy đứa con nít nó chơi các bạn, giống như bắt trà đó, bắt trà cho mấy đứa con nít chơi đó, rồi xong cần chơi con gấu này nọ. Cái này cho con gái, mình không có con gái nhưng mà thôi kệ, 5 đồng good deal. Yep. Còn một món đồ muốn cho các bạn coi đó các bạn, cái này cái gì, cái này chỉ là cái ấm các bạn, cái này chỉ là cái ấm ấm trà, ấm này nó có gì đâu đặc biệt đâu, nhưng cái này 5 đồng nha các bạn. Nhưng mà cái này là Coleman. Coleman là cái hãng mà chuyên về đồ cắm trại đó, nghĩa là bạn đi cắm trại nó cho bạn lều, đèn, rồi xong dụng cụ để mà đi cắm trại, nó cũng có cái này là làm cà phê. Mà cái này là cũng là xưa các bạn ơi, bây giờ bạn không tìm được cái này nữa đâu, bây giờ bằng nhựa hoặc là bằng cái gì rồi, thì cái này là xưa rồi. Cái này là hình như năm 1980 nữa, bây giờ nó không còn làm nữa đó, thì brand new luôn, thấy không, brand new Coleman. Cái này pha cà phê, bạn đi cắm trại được pha cà phê, bạn thấy không, new. Bạn biết đặc biệt là cái gì không, cho các bạn, mình cũng bất ngờ luôn, mình không biết là nó giá trị đến thứ gì mà ơi, mình mua 5 đồng cho các bạn coi, mình mua 5 đồng nên look, ngày 9 tháng 5 vừa rồi năm 2000 có người bán cái này luôn 130, bạn tin không, ai bạn nghĩ hả, trời ơi đồ này ai bỏ ra 130 đô để mua cái này, vậy mà cũng có người mua đó bạn, nó bán rồi nè, nó bán nè, ngày 9 rồi nè đó. Còn thằng này nó chỉ bán một cái ấm thôi, với lại hai cái ly 33 đồng cộng với 15 đồng tiền shipping nữa, 69 đồng hai bốn cái ly này. Mà cái của mình là còn trong hộp luôn nha, thấy không, còn cái này là giống như họ cũng xài rồi, cho 112 đồng, holy cow, 112 đồng bốn cái ly, cái cup cộng 25 đồng tiền shipping nữa, nghĩa là ai mua cái này là họ phải bỏ ra 130 để mua cái đồ cổ này. Yeah, mình không có nhu cầu xài này nên chắc mình cũng đăng lên mình eBay mình bán để mà kiếm chút thu nhập thôi. 5 đồng quá kích yêu. Còn last one, cuối cùng luôn, đó là Hot Wheel. Các bạn thấy Hot Wheel không? Như thế này là mình cũng chưa đếm bao nhiêu nữa, mình nghĩ chắc như đây cũng 200 chiếc. Mẫu bên ngoài mà nó bán một chiếc này là 1 đồng một chiếc, Hot Wheel bên Mỹ là 1 đồng một chiếc, mà còn trong bao bì luôn, thì mình cho xé bao bì ra 50 xu đi, 50 xu cũng hai chiếc một đồng, mà mình mua một đống này đốt là bao nhiêu, 20, một đống là 20, Hot Wheel 20 đó, để cho bé Toby nhà chơi. Okay, quá good deal hôm nay, not bad for ngày hôm nay. Nhưng mà biết không, mình cũng hơi chủ quan một cái, đó là đó mình cái camera xưa là bây giờ không ai, người ta xài iPhone nó chả xài cái này, nhưng mà trên eBay người ta vẫn mua cái này các bạn ơi, người ta vẫn mua máy chụp hình, máy quay phim mà dạng hồi xưa đó, dạng mà quay băng á, thì cái này xài băng, này xài băng là băng nhỏ, băng lớn, 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 băng lớn,
chủ quan mà thấy mình nhìn ô trời còn trong hộp luôn, còn bao bì mà mình tưởng hơi good nhưng mà về ra bị hư rồi, bị mất, nó không phải hư nữa, nó vẫn chạy được nhưng mà xúc cái miếng rồi, ngạo coi như mất 5 đồng cái này. Bây giờ xui thôi, nhưng mà được lại là mình có Hot Wheels Good Deal cho bé Toby chơi. Cái này trung bình và lưu niệm nó bếp cho ai lên Alaska, mấy bạn lên Alaska liên hệ mình nha, hy vọng mình có cái này cho các bạn chơi. Cái này trời ơi, cái này mình phải show, mình phải chỉ cho người ta, người trong nhà cho tại sao cái này đồ Luxler uống cà phê bình thường không mà 130, còn Halloween để dành để mà mơ mốt Halloween chân lên nón bảo hiểm, chưa có xe nhưng mà kệ để đi, hoặc là ai thích thì bán lại. Yeah, so far so good, hy vọng gặp các bạn trong vòng chuyến săn tiếp theo. Đừng quên nhấn like and subscribe cho channel của mình nhé các bạn nhé. See you in Alaska. Bye.